tưởng để tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo và yến tiệc. Tất cả mọi yêu cầu về trang thiết bị của quý khách đều được đáp ứng đầy đủ, chu đáo. Đến với khách sạn Petro Vũng Tàu, quý khách sẽ cảm nhận được sự ấm áp, đồng thời sẽ hài lòng với những tiện nghi và những dịch vụ tuyệt vời nhất tại thành phố Vũng Tàu. Chỉ chừng 1 tiếng 45 phút từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, quý khách sẽ đến với Lan Rừng Resort và Spa Vũng Tàu, được xây dựng từ năm 2008. Lan Rừng Resort tự hào sở hữu không gian thoáng đãng, phong cảnh hữu tình với khu viên cây xanh giữa dãy biển xanh, viền cát trắng. Ngoài lợi thế tự sơn hướng thủy, Lan Rừng Resort and Spa còn quyến rũ bởi dáng vẻ kiêu sa giữa nghệ thuật kiến trúc vừa cổ điển vừa hiện đại của châu Âu. Lan Rừng Resort nằm dọc theo bờ biển xanh, khiến du khách luôn có cảm giác như sóng biển đang vỗ về dưới chân mình. Với 80 phòng nghỉ dưỡng, từ Deluxe sang trọng đến Suite thượng hạng, giá cả phù hợp chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách khi đến với Lan Rừng. Trước thềm năm mới Bính Thân 2016, tôi xin thay mặt cho ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Da Vàng Lan Rừng Resort xin kính chúc thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, các ban ngành thành phố Vũng Tàu, quý khách hàng tận hưởng một mùa xuân thật ấm áp, an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Happy New Year! Quý vị và các bạn, sau khi đã tìm được cho mình một nơi ở lý tưởng thì quý vị sẽ có dịp thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh đẹp nhất nơi đây và mơ tin rằng khi chương trình thông tin thì quý vị nhất định sẽ rất thích thú. Đình thần Thắng Tam được xây dựng từ đời vua Minh Mạng, thời Chung cả ba người đã có công xây dựng nên ba làng ở Vũng Tàu. Đó là Phạm Văn Dinh, Lê Văn Lộc và Ngô Văn Huyền. Vào thời vua Gia Long, bọn hải tặc thường hay đột nhập cửa sông Bến Ghé, đón đường, cướp bóc tiền bạc, hàng hóa. Để bảo vệ thương quyền của người Việt, vua Gia Long liền phái ba đội quân đi trên ba chiếc thuyền bảo vệ sự thanh bình của bờ biển cửa ngõ và khai hoang, lập ấp, làm ăn sinh sống. Khoảng năm Minh Mạng thứ ba, năm 1822, tình trạng hải tặc không còn nữa. Nhà vua ban chiếu khen thưởng chức tước, phẩm hàm và phần đất mà ba đội quân có công khai phá cho họ. Từ ba vị trí của ba đội quân dần dần hình thành nên ba làng. Đình có kiến trúc theo lối nối tiếp gồm 4 ngôi nhà đối liền nhau bằng một lối đi bên hông. Đó là tiền hiền, hội trường, đình trung, sân khấu võ ca. Trong đình bày trí nhiều đồ lễ chạm trổ tinh xảo, sơn son thép vàng lộng lẫy. Ngoài những giá trị mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, đình thần Thắng Tam còn lưu giữ những lễ hội in đậm văn hóa dân gian và bản sắc dân tộc. Thích Ca Phật Đài là một ngôi chùa lớn ở thành phố Vũng Tàu, rộng 6 hectare, tọa lạc ở tây bắc sườn núi lớn. Nổi bật với bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tọa thiền được xây dựng vào ngày 20 tháng 7 năm 1961. Vẻ đẹp của ngôi chùa chính là sự kết hợp giữa kiến trúc tôn giáo và phong cảnh thiên nhiên.
đáng chú ý ở ngôi chùa này là ngọn tháp Bát Giác cao 19 mét và tượng Phật Thích Ca ngồi thiền trên tòa sen cao 10,2 mét, đường kính khoảng 6 mét. Tượng và tháp đều màu trắng và được dựng ở lưng chừng núi cao, đứng từ xa cũng chiêm ngưỡng được. Thích Ca Phật Đài là một địa điểm tôn giáo cũng như điểm tham quan chủ yếu của thành phố Vũng Tàu. Linh Sơn Cổ Tự là một ngôi chùa tại 61 Hoàng Hoa Thám, Vũng Tàu. Đây là ngôi chùa cổ nhất Vũng Tàu. Linh Sơn Cổ Tự tuy không đồ sộ, rộng lớn, nhưng là ngôi chùa lâu đời nhất ở Vũng Tàu, nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Trong chánh điện có thờ một tượng Phật cao 1,2 mét bằng đá có phết vàng, được điêu khắc rất khéo léo, tạo nên vẻ mặt hiền từ và hết sức sống động trên nét mặt của Đức Phật. Về nguồn gốc của pho tượng Phật, có truyền thuyết kể lại rằng có đoàn ghe chài lưới từ miền Trung vào đánh cá ở bãi trước. Trong khi đi kiếm củi ở núi lớn, tình cờ phát hiện hai pho tượng Phật bằng đá vùi dưới đất trên sườn núi gần Bãi Dâu. Họ cùng nhau đào lên rồi chờ đến hôm sau làm lễ xin đem về. Dân địa phương biết tin vội kéo đến xem và cho rằng đó là di tích lịch sử của địa phương nên cương quyết đòi giữ lại. Nhóm dân chài miền Trung năn nỉ mãi mới lấy được pho tượng nhỏ đem đi. Pho tượng lớn còn lại được dân làng rước về thờ chính là pho tượng hiện nay ở Linh Sơn Cổ Tự. Niết bàn tịnh xá, còn gọi là chùa Phật Nằm, được xây dựng trên sườn núi nhỏ, hướng mặt ra biển. Xây dựng từ năm 1969, đây là một trong những ngôi chùa đẹp nhất ở Vũng Tàu với những đường nét kiến trúc hiện đại. Ở phía trước chùa là một cột cờ cao 21 mét, được chia thành 42 bậc, biểu tượng cho 42 trang kinh Phật đầu tiên được lưu truyền vào Việt Nam vào thế kỷ thứ 2. Cổng chùa có bốn chữ Niết bàn tịnh xá, tức là nơi thanh cao nhất của đạo Phật. Khu chánh điện được bài trí thành một vườn hoa sa la theo cảnh Đức Phật nhập niết bàn. Nổi bật là bức tượng Phật nằm dài 12 mét, tượng trưng cho thập nhị nhân duyên và được đặt lên bộ thờ 2,5 mét. Phía trước chính điện có một chiếc lư đồng lớn với hình tượng Tú Linh, Long Lân Quy Phụng. Song song với lư ở hai bên là hai tòa tháp cao khoảng 5 mét. Tòa bên trái có tượng Phật A Di Đà, tòa bên phải có tượng Phật Dược Sư. Tầng 2 có chiếc thuyền rồng còn gọi là thuyền Bát Nhã, dài 12 mét. Tượng Đức Mẹ Bãi Dâu nằm bên chân núi Tương Kỳ, núi lớn, được xây dựng năm 1992. Tượng màu trắng thanh thoát, cao 25 mét, hướng ra biển, tay bế Chúa Giê-xu. Khu viên nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu còn cả một cụm kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ. Nơi đây có đường lên đỉnh núi lớn để ngắm toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu. Đích đến là Thánh Giá và dọc theo đường đi là 14 chạng đàn Thánh Giá của Chúa Giê-xu. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu. Là một trong những địa điểm du lịch Vũng Tàu không thể thiếu trong bất kỳ hành trình nào của du khách khi đến thành phố biển này. Tượng Chúa Kitô Vũng Tàu thường mang lại cho du khách cảm giác chinh phục khá thi vị. Trong các điểm du lịch Vũng Tàu, Tượng Chúa Kitô không chỉ là một công trình góp phần là bức tranh du lịch Vũng Tàu thêm màu sắc, mà còn mang ý nghĩa rất lớn về tôn giáo. Có tên gọi khác, Tượng Đức Chúa Giang Tay hay Tượng Chúa Kitô trên núi Tao Phùng. Tượng Chúa Kitô Vũng Tàu được xem là bức tượng lớn nhất châu Á. Trên đỉnh núi nhỏ, Tượng Chúa Kitô Vũng Tàu cao 32 mét, đứng vững chãi với hai cánh tay dang rộng như nâng đỡ con người. Mặt tượng hướng ra biển, vẻ đầy hiền hậu. Tượng đặt trên một bệ bê tông hình cánh cung cao 10 mét, họa phù điêu bữa tiệc ly ở phía trước và Đức Chúa trao chìa khóa cho Phêrô ở mặt sau. Trong bức tượng có cầu thang xoắn ốc 133 bậc,
và đường để du khách lên tượng có đến 1.000 bậc thang. Nhà thờ Vũng Tàu còn được gọi là nhà thờ lớn vì đây là ngôi thánh đường kiên cố đầu tiên do chánh quyền Pháp xây dựng cáp son rác Vũng Tàu để phục vụ cho các công dân Pháp đang sinh sống và làm việc nơi đây cùng với một số giáo dân người Việt bản xứ. Giáo sứ cáp son rác được thành lập vào năm 1889 và lúc đó chỉ là một ngôi nhà thờ nhỏ bằng gỗ. Điều đáng chú ý là nơi đây vẫn còn đang sử dụng các bộ bàn ghế quỳ cầu nguyện bằng gỗ quý đã được trang bị ngay từ lúc khánh thành. Những bộ bàn ghế như thế này bây giờ trong các nhà thờ trên toàn quốc chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Dọc theo bãi trước về phía đuôi lớn, chúng ta luôn trông thấy hình ảnh một dinh thự màu trắng, mái ngói đỏ sừng sững trên sườn núi nổi bật trên nền xanh tươi của cây cỏ. Đó chính là Bạch Dinh. Bạch Dinh đặt ở độ cao 27,7m, mặt hướng ra biển, lưng tựa vào núi. Dưới chân là biển, khách du lịch có thể tắm ở bãi trước, bãi dâu, thả bộ trên đường Trần Phú, vườn gắm Bạch Dinh. Sau lưng là đuôi lớn, bao quanh một màu xanh của rừng sứ và rừng gia tị giữa thiên nhiên tươi đẹp. Phía trước Bạch Dinh là một bao lơn hướng ra biển. Từ đây có thể nhìn bao quát cảnh bãi trước lượn vòng từ núi nhỏ đến núi lớn. Nếu nhìn thẳng xuống sẽ thấy hòn Hải Ngưu. Đó là một bụi đá nhô ra biển có hình dáng như một con trâu đang đắm mình dưới nước. Bạch Dinh là một di tích lịch sử, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu. Khách du lịch trong và ngoài nước đều rất thích đến đây để tham quan và hít thở bầu không khí trong lành của biển và chiêm ngưỡng nơi lịch sử đã đi qua. Nhà lớn Long Sơn hay đền ông Trần là một quần thể kiến trúc nghệ thuật theo lối cổ, được làm bằng các loại gỗ quý với tổng diện tích khoảng 2 hectare, chia thành 3 khu: đền thờ, nhà hội, trường học, chợ, nhà bảo tồn Ghe Sấm và khu lao bộ ông Trần. Nhà lớn nằm bên sườn đông núi Dứa, thuộc xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, cách thành phố Bà Rịa 9 km. Nhà lớn đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa năm 1991. Khi đến thăm nhà lớn, du khách còn được thưởng thức các món khoai bì hấp nước dừa trộn đậu phộng, bánh ít Trần bằng nét đặc trưng của Long Sơn, và khách muốn lưu lại thì được cho nghỉ qua đêm tại dãy nhà phố cổ bằng gỗ và được thiết đãi cơm chay miễn phí. Ngày nay, người dân theo đạo ông Trần ở Long Sơn vẫn mặc quần áo bà ba đen, đi chân đất, đầu để tóc búi gọn sau gáy. Người dân Long Sơn vẫn còn lưu giữ những nét sinh hoạt cũng như tính cách đậm chất Nam Bộ, thật thà, hiếu khách. Nằm ở độ cao 170m so với mực nước biển để báo hiệu, chỉ dẫn cho tàu thuyền qua lại cửa Cần Giờ. Hải đăng Vũng Tàu là ngọn hải đăng được xây dựng sớm nhất ở Việt Nam, được xây dựng lần đầu tiên và khánh thành vào ngày 15 tháng 8 năm 1862. Sau đó được người Pháp xây lại vào năm 1913. Hải đăng Vũng Tàu vẫn giữ nguyên được kiểu dáng kiến trúc cổ điển. Hải đăng Vũng Tàu không chỉ là người bạn tin cậy và trung thành của những người đi biển, mà còn trở thành biểu tượng của thành phố biển Vũng Tàu. Kiến trúc ngọn đèn biển này là một hình tháp trụ, sơn trắng, cao 18m, đường kính 3m. Bên trong có cầu thang xoắn ốc lên gần tới đỉnh và có lối dẫn ra ban công bên ngoài để quan sát toàn cảnh non nước Vũng Tàu. We'll be right back.
Đền thờ Liệt sĩ là một công trình kiến trúc văn hóa tâm linh tiêu biểu của thành phố Vũng Tàu, là nơi yên nghỉ ngàn đời của các anh hùng liệt sĩ. Đây là một công trình thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công lao to lớn tới các anh hùng liệt sĩ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập tự do của quê hương, đất nước, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Nằm giữa vòng xoay trung tâm thành phố Vũng Tàu là đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ sừng sững, uy nghiêm với dòng chữ Tổ quốc ghi công. Tượng đài là biểu tượng của sức mạnh, ý chí quyết thắng, tinh thần vươn lên, vượt thời gian, vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy của bao lớp người đi trước, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn nêu cao ý chí và tinh thần vượt khó để gìn giữ và xây dựng thành phố ngày càng tiến xa lên tầm cao mới. Trận địa pháo và hầm thủy lôi được xây dựng bên sườn núi lớn. Khi đến đây, du khách có thể hưởng bầu không khí trong lành từ thiên nhiên, ngắm toàn bộ vùng biển bãi trước, dẫn mọi con tàu khách, tàu vận tải cập cảng vào khu vực Đồng Nai, Sài Gòn. Năm 1885, hệ thống hầm bắt đầu được xây dựng và lắp đặt trận địa pháo nơi đây trong vòng 15 năm. Nằm ở độ cao 100m so với mực nước biển, trong khu viên rộng chừng hơn 1 hectare, trận địa pháo được lắp đặt với 6 khẩu pháo, bố trí theo hình vòng cung, mỗi khẩu pháo cách nhau độ 17,5m với trọng lượng là 15 tấn trên khẩu. Hầm thủy lôi được xây dựng vào năm 1944, sau 4 tháng thì hoàn tất. Khám phá trận địa pháo cổ và hầm thủy lôi tại núi lớn Vũng Tàu không chỉ đưa du khách đến với thiên nhiên tươi đẹp mà còn làm sống lại lịch sử đấu tranh của quân và dân Vũng Tàu, hiểu thêm những gian khổ trong 9 năm kháng chiến đánh Pháp đuổi Nhật, góp phần vào thắng lợi của cách mạng. Khu du lịch sinh thái Hồ Bay nằm trên đỉnh núi lớn, thành phố Vũng Tàu đang là một điểm du ngoạn mới lạ đối với du khách. Nếu như trước đây, để tham quan núi lớn, du khách có thể chinh phục bằng đường bộ, thì đây, nhờ hệ thống cáp treo, bạn dễ dàng lên đỉnh sau vài phút ngồi trong cabin hòa mình với thiên nhiên. Cảm giác đầu tiên của du khách đến với khu du lịch sinh thái Hồ Bay là sự thích thú khi được ngồi trong cabin cáp treo hiện đại dài hơn 500m, ở độ cao 210m so với mặt nước biển. Bạn thỏa sức phóng tầm mắt, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh đất trời bao la. Hồ Bay như tách bạn ra khỏi cuộc sống hiện đại để đắm mình vào thiên nhiên. Sự hoàn hảo trong từng điểm đến giúp cho tên tuổi của khu du lịch sinh thái Hồ Bay ngày càng được đánh giá cao. Sau khi đã tham quan những danh lam thắng cảnh thì du khách có thể đến với những khu vui chơi giải trí